Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FPNC. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt là chúng ta đang bước rất gần đến việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN AEC 2015, thì những vấn đề liên quan đến rủi ro về pháp lý, về tranh chấp thương mại sẽ diễn ra rất phổ biến, đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn bỡ ngỡ với sân chơi quốc tế. Và trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng sẽ bàn luận về những thông tin đáng lưu ý dành cho các doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập vào sân chơi toàn cầu. Mời quý vị cùng gặp gỡ với vị khách mời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, đó là luật sư Châu Huy Quang, là luật sư điều hành của công ty luật Raja Sultan's LCT Lawyers, anh đồng thời cũng là trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Rất cảm ơn anh Quang đã đến với chương trình. Vâng, thưa anh, đầu tiên anh xin có thể cho biết là hiện nay vì sao một số tranh chấp thương mại quốc tế thì được giải quyết bằng hình thức là trọng tài thay vì là tòa án, và đâu là những cái sự khác nhau giữa hai hình thức này? Hiện nay thì cái xu hướng như anh biết là cái xu hướng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam vào trong cái nền kinh tế khu vực cũng như là cái cộng đồng kinh tế trên thế giới, nó đã là một cái xu hướng tất yếu và nó đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau thời điểm Việt Nam gia nhập WTO. Và khi mà anh tham gia vào cái sân chơi chung như vậy á, thì các đối tác nước ngoài cũng như các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì người ta xu hướng là người ta yêu cầu là một trong những cái phương thức và các bên có thể giải quyết các cái tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp tác là cái vấn đề trọng tài thương mại, hơn là họ chọn một cái hệ thống cơ quan tòa án của một cái quốc gia cụ thể. Cái phương thức tại sao người ta chọn trọng tài hiện nay thì có nhiều cái ưu điểm, như các anh chị biết là có rất nhiều ưu điểm so sánh giữa cái được cái mất của vấn đề chọn một cái cơ quan tài phán là trọng tài hay là tòa án. Nhưng mà theo tôi thì một trong những lý do chính người ta chọn trọng tài là đó là một cái phương thức, một cái dịch vụ giải quyết tư về tài phán, và họ có áp dụng một phương pháp là khoa học làm cho người ta cảm, các cái bên đối tác khi tham gia vào vụ giải quyết tranh chấp thương mại thì người ta cảm thấy đó là phương pháp công bằng cho các bên. Đó là lý do tại sao là người ta cảm thấy thoải mái hơn khi người ta chọn một cái phương thức là trọng tài thương mại. Một cách tổng quan một chút, xin anh có thể cho biết là hiện nay với cái xu thế là hội nhập quốc tế như vậy thì đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì đâu là những cái vụ việc tranh chấp thương mại phổ biến thường mà có thể xảy ra và họ có thể phải đối mặt với những rủi ro nào? Hiện nay theo cái thống kê của Trung tâm Tài quốc tế Việt Nam thì cái xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay phổ biến xảy ra là khoảng trên 70% cái số vụ việc thì nó rơi vào lĩnh vực về thương mại, ngoại thương, xuất khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. Khoảng 5% là rơi vào lĩnh vực tranh chấp về xây dựng. Cụ thể là như thế nào? Tức là tranh chấp về các dự án xây dựng mà có một bên là chủ tư nước ngoài. Nhà thầu nước ngoài hoặc chủ tư nước ngoài, và khoảng 3% thì liên quan tới các cái lĩnh vực khác, ví dụ như tranh chấp về nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu trí tuệ, và 9% là các cái lĩnh vực còn lại. Như vậy cho thấy rằng hai cái mảng mà tranh chấp nhiều nhất liên quan tới vấn đề thương mại, mà đặc biệt là thương mại quốc tế, là mảng về tranh chấp về ngoại thương và tranh chấp về xây dựng là hai mảng chính hiện nay mà đang xảy ra rất phổ biến ở Việt Nam. Theo anh thì các doanh nghiệp Việt Nam họ đã làm quen hoặc là cái nhận thức của họ như thế nào về cái việc là sử dụng trọng tài trong tranh chấp thương mại quốc tế? Thực ra Việt Nam cũng giống như các cái nước đang phát triển thì cái xu hướng người ta họ chọn cái hệ thống tòa án hơn là trọng tài. Đó là lý do tại sao đối với doanh nghiệp Việt Nam thì trọng tài thương mại cũng là một vấn đề rất là mới mẻ, đối với đặc biệt là trọng tài thương mại của Việt Nam cũng là một cái lĩnh vực mới, cũng là một cái ngành xét xử tư mà rất là non trẻ. Một trong những lý do đó là tôi nghĩ là vấn đề là cái nền kinh tế Việt Nam sau này hội nhập cũng hơi chậm, thành ra là cái mà chỉ khi mà anh hội nhập vào thì vấn đề đặt ra là vấn đề sử dụng cái phương thức tài phán là trọng tài thương mại nó mới thành là mối nhu cầu cấp thiết, đặc biệt là khi mà anh tham gia các đối tác nước ngoài thì như tôi nói, các đối tác nước ngoài thông thường người ta không chọn cái phương thức là tòa án. Đó là lý do tại sao là các doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu thụ động phải theo đối tác nước ngoài và chọn một phương thức giải quyết khác ngoài tòa án, và từ từ người ta bắt đầu làm quen với cái hệ thống trọng tài thương mại. Hiện nay theo cái thống kê thì tôi chỉ đưa ra một con số ví dụ thôi, là
một cái trung tâm trọng tài quốc tế lớn nhất của Việt Nam là VIC, thì một năm người ta thụ lý chỉ còn trên dưới là hơn 100 vụ trên giáp trọng tài thương mại. Trong khi một cái thẩm phán của một tòa án của Việt Nam thôi, một cơ quan tòa án mà thẩm phán chuyên trách về vấn đề dân sự thì cũng đã một năm thì một thẩm phán cũng có thể thụ lý gần 100 vụ. Thành ra là cái trọng tài thương mại cũng là phương thức rất là mới mẻ ở Việt Nam. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ quay trở lại trong phần tiếp theo để bàn luận về một số vụ việc thực tế đã diễn ra theo quan điểm phân tích của anh. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ quay trở lại để cùng luật sư Châu Huy Quang phân tích về những trường hợp cụ thể, những vụ việc điển hình đã xảy ra liên quan đến tranh chấp thương mại. Hy vọng sẽ rút tỉa ra được nhiều bài học bổ ích dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa.